Ngồi lâu được để nghe và cùng chú nghe, nhưng mà vì thời gian không cho phép nên giờ cháu xin phép được đóng hàng cho chú ạ. Để cũng mong là chú sớm nhận được sản phẩm để trải nghiệm nghe trực tiếp được rất là hay, rất là hưng phấn chú ạ. Vâng, cháu xin chào tạm biệt chú và hẹn gặp lại chú ạ.